đây là một trong những cái phát biểu mới nhất của ông Joe Biden đương nhiệm tổng thống Hoa Kỳ. Ông Joe Biden cho biết rằng là hiện nay cái vấn đề tấn công mạng xã hội đó à, không phải rằng là chỉ là chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm bảo vệ. À, trong cái cuộc họp mới nhất thì với các vị tổng giám đốc trong đó có Apple, có Google, có Facebook, có gì biết là có Twitter thì ông ngay cả Amazon nữa, ông cho biết rằng là các công ty này, các tập đoàn này phải cùng với lại lực lượng an ninh Hoa Kỳ để giúp làm sao để mà ngăn được cái vấn đề tấn công trên internet mà tống tiền trong thời gian qua vì biết thì những cái hệ thống hacker của các nước như là Nga Trung cộng có rồi uh, ai răng ha và Bắc hang nữa đã tấn công vô trong cái hệ thống computer của các công ty sản xuất tại hoa kỳ ngay cả chính phủ hoa kỳ các bộ năng lượng bộ tài chính bộ ngân khố cũng bị thì ông ông yêu cầu à, trong cuộc họp ngày hôm qua ông yêu cầu là sự hỗ trợ với nhau ha, chính phủ hoa kỳ thì có cơ quan FBI cơ quan CIA và bộ an hoa kỳ nhưng mà ngoài ra thì các uh, tờ, vị tổng giám đốc trong cuộc họp ngày hôm qua đó thì cũng cũng có những cái chương trình mới tại vì họ là những người tạo ra Quý vị đã biết rồi sinh ra cái hệ thống internet để mà hiện nay chúng ta sử dụng à, thì quý vị biết là hoa kỳ một hoa kỳ đẻ ra được thì phải kiểm soát được À, thì hiện nay là không kiểm soát để cho các nước khác rồi đưa hacker rồi vô họ tống tiền chính vậy ông yêu cầu, yêu cầu các tổng công ty các tập đoàn các vị chủ tịch các công ty này phải hỗ trợ cùng với lại chính phủ Hoa Kỳ để mà giảm bớt à, chứ làm sao mà mà diệt hết được hacker quý vị, tức là chỉ giảm bớt những phần nào thiệt hại à, qua những cái bộ tấn công trên mạng. <laughs>